Rồi hiểu rất rồi. Rồi hay thôi. Rồi hiểu rất rồi. Tôi nặng mà. Tôi khôn lắm. Thân lừa ưa nặng là em đó. Trời ơi. Tôi ghê lắm rồi. Tôi ghê lắm rồi. Đá có tới ngày không nè. Ngày xưa là tôi đạp tôi đi coi giấc nè. Đá cao cao lên anh ơi. Sao em? Đá cao lên. Xích. Xích. Ôi, cái này sao vốn được? Thấy chưa? Trời ơi, trời ơi. Rồi, ai đi kìa? Anh Thịnh ba. Em. Rồi, hai, ba. Trời ơi. Anh đã không khéo léo, anh còn mang giày nữa, nó có đồ bán. Để em, trời ơi. Tuấn ơi, lẹ Tuấn ơi. Đúng rồi. Trời ơi, tay nó què là chân què đi luôn nha. Ủa sao tự nhiên bỏ chân kia ngược vậy? Ủa kìa ha. Ủa Thịnh đi Thịnh. Búng mạnh lại. Trời ơi, hư em kêu bốn mạnh á, em kêu bốn mạnh á. Cái gì? Em kêu bốn mạnh á. Nó cành chứ. Trời ơi. Trời ơi, đúng là kim tỏ ngu muội. Cục này không có bằng nha. Một cục cấp không nổi hạt đó đó. Đó đó. Con cũng bắt cấp. Hay quá. Con trời quá dễ. Con cũng bắt cấp. Rồi. Thích. Mạnh lên nha. Yếu yếu là không được đâu. Trời yeah. Ơi. Yeah. Đi anh mạnh lên anh, đúng rồi. Trời đúng ơi. Rồi. Trời ơi. Chưa có rớt mà. Quắp 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 lên. Rớt nè, hai ba rớt nè. Anh Thịnh đi Thịnh. Ơi. Ơi, đưa nó về trước rồi đi anh ơi, đừng có đưa bên ngang, đừng đưa ngang. Tiếp tục đi. Cục này ổn không? Cục này nó không có bằng. Ê, khó, khó quá. Ê, khó, khó quá. Vậy hả? Ừ. Không có bằng. Thôi để em cho. Đưa lên trước. Thôi là anh. Đưa lên trước vậy nè Rít. Đó lên nha ơi. Bên kia thôi, hụt rồi. Con Giang chơi chân phải luôn kìa. Con Giang chơi chân phải luôn kìa. Hay. Hay quá. Bên mình chỉ gọi Đức Thịnh thôi. Anh đưa trái trái ngưng lôi cho em mà. Đi lại từ đâu lo co. Tụi ta đây. Được rồi em, được, được, gắn đi, đúng rồi. Đúng rồi anh. Đằng trước, đằng trước em ơi, đằng trước. Để đằng trước. Trời ơi, thấy thương ghê không? Cố lên anh. Cố lên anh. Trời ơi. Chán đậu tôi quá. Rít ơi, gần tới em ơi, đúng rồi. Ê, Rít dằn dài nha Rít nha. Nhảy. Sao mấy con bé này nó vô dụng vậy ta? Nó đã không tới luôn nè. Xuất em ơi, xuất đi em ơi. Ủa, anh cho anh Thịnh đi lại vậy? Anh Thịnh một lần thôi. Anh Thịnh ơi, một lần thôi. Em cứ chéo một cái là rớt nguyên đống, chéo. Em cứ chéo một cái là rớt nguyên đống, chéo.
học viên học. Một cục luôn đó, một cục đó. Được không? Anh yếu chừng lắm á. Rồi lên trước nè. Thôi, anh Thịnh, anh từ từ từ. Anh Thịnh của chúng tôi, anh Thịnh nó không đi được hạng một mét luôn á. Khó quá. Anh Thịnh đó, 2-3. Càng nhà bên mình bự nữa. Anh Thịnh ơi. Quý. Giấc buồn quá. Ai đi giùm đi. Tới Tuấn kìa. Anh Tuấn kìa, anh Tuấn. Là tới tôi. Đúng rồi Quy, rớt này Quy. Thấy chưa, tôi thấy lo mà. Thấy chưa, tôi thấy lo mà. Ờ, phải nhanh được tấm chưa đủ khó hay sao còn đeo túi đồ nữa thấy. Nè, Tuấn được cái đi tới nơi nhưng mà đá xuống chị Thắm nè. Mạnh lên. Mấy Toàn, nhìn mấy Toàn đá. Thấy thằng đang ngồi chùm hổm không? Thấy thằng ngồi chùm hổm không? Ngay đầu rớt. Xuống thẳng nơi, hết lực anh ơi, hết lực. Đây, đây. Trời ơi. Trời ơi. Ơi. Trời ơi. Ơi. Hết pin rồi, hết pin rồi. Không phải, nó trượt quá. Có anh Quỳ ơi. Rồi, đổi người. Hiểu rồi. Rồi. Trời ơi. Trời ơi, lọt xe. Tôi tới tôi. Trời ơi. Trời ơi. Xíu một xíu thôi. Trời ơi, Quy ơi. Anh chưa khó vậy. Thiệt không Lâm. Trời ơi. Thiệt không Lâm. Trời ơi. Lâm ơi. Anh ơi, anh ơi. Đau, 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 đau anh ơi. Em muốn gì? Đúng rồi, Quy ơi. Anh ơi, gọi cho mắt cá đó, Quy ơi. Gọi cho mắt cá. Ủa? Quy, ba viên, ba chồng ơi Quy. Ba duyên ba chồng, trời ơi. Qua phải Quy ơi. Đề cao mình quá rồi. Mạnh lên á, mạnh lên. Mở được cái ngón chân đâu có được đâu mà bắn. Bị chuồn rút luôn rồi. Cái ngón chân mở ra đâu được đâu mà bắn. Bị cứng nhắc. Trời ơi. Quy ơi. Đô cút, cái đô cút. Ừ. Rồi, tập trung. Quy Khánh là đá banh giỏi lắm á. Này chân trái luôn á. Ê, vô trái hả ta? Búng mạnh lên, búng. Quy Khánh là đá banh giỏi lắm á. Này chân trái luôn á. Ê, vô trái hả ta? Quy Khánh là đá banh giỏi lắm á. Giỏi lắm á. Trời ơi. Thật sự anh đá banh được, được nhanh hết. Chán quá. Vậy em cho đi em lên luôn nha. Đổi chân Lâm, đổi chân cho đỡ mỏi. Ứng mạnh lên đứng. Hơi. Hơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Báo giá vô rồ liền. 11 triệu. Xin lỗi anh trời. Quá lực, quá lực, quá lực. Hay quá. Nó chưa phải hay nữa nè. Làm đâu biết đá banh. Rồi bây giờ nhìn vô đống đá là chúng ta đã thấy thắng thua rõ ràng rồi, đúng không ạ? Đúng, bên em là xây gọi là được cái villa, bên kia là xây cái chuồng heo thôi. Bên đây được cái khởi động giỏi lắm. Khởi động thôi. Rồi vậy là đội nào là đội chiến thắng à? Là đội chúng em. Nam Duy là Nam Duy. Quyết không sân si. Rồi các bạn có quyền phạt đội thua.
một cái hình thức phạt nhỏ nhỏ nào đó mà các bạn thích. Vậy thì lấy đá đập cái đầu. Đúng. Mỗi người ăn một cục đá đi. Sao người ta phạt mình đó. Đội tôi chỉ có mình anh Thịnh lớn chứ thôi, anh Thịnh đại diện ra phạt đi. Sao kỳ vậy? Đàn anh làm anh khó lắm, về đâu chịu đùa. Anh chọn hình phạt đi. Đội bên anh chọn như vậy á thì tụi em phạt anh Thịnh là không được ăn. Bây giờ bữa nay mình plan. Plan. Ai mà rớt trước là người đó không được ăn cơm buổi trưa nay. Vô. Đúng. Ok. Quá hay. Bò lăn để đá đầu đi. Để đá đầu chứ mới liên quan tới đá. Đúng rồi, để đá đầu đi. 1, 2, 3 lên. Rồi, đang bình tĩnh nha anh Thịnh ơi, cố lên. Anh Thịnh ơi, cố lên, cơm áo gạo tiền đó anh ơi. Thằng Hiếu cái tướng lăn nó kỳ ta. Ủa sao cái gì vậy? Có cục đá cuội vậy? Đá cuội. Đá tô ong. Cứt bò. Phải không? Cái gì vậy? Bò đầu nhỏ vậy? Có. Đá mà. Ủa rồi sao vậy, anh dám lấy xuống? Hãy lấy xuống đi. Thôi đừng tự nó rớt đi. Rồi anh Thịnh thua. Rồi anh Thịnh thua. Rồi anh Thịnh thua. Ồ Huy tập gym dữ quá nè. Ủa? Anh Thịnh thua rồi mà. Anh Thịnh thua rồi các em xuống. Ủa? Đi. Thua hình phạt của anh là gì? Định ăn buổi trưa không ăn hả? Trời ơi, anh Huy chương trình em khổ vậy. Không nói chuyện rồi, bây giờ không ăn nữa, giờ cuối trình không có chuyện luôn. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hề hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.